Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 9 năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam, đoàn nghệ thuật sen Việt từ quê hương đã đến Berlin trình diễn những tiết mục đầu tiên phục vụ kiều bào ở Đức. Thay mặt ban tổ chức, bà Bùi Thu Minh đã giới thiệu với mọi người về những nét đặc trưng của đoàn nghệ thuật sen Việt. Chương trình này được tổ chức là mong muốn đưa đến cho bà con, những người con xa quê hương, một món ăn tinh thần để cho chúng ta thì là trở về lại những cái tuổi thơ mà chúng ta đã từng được xem những cái múa rối ở những cái làng quê hay là trong những thành phố. Còn những bạn trẻ thì sẽ biết thế nào là múa rối, biết thế nào là cái nghệ thuật dân gian Việt Nam, để cho chúng ta cảm thấy yêu quê hương đất nước hơn. Đấy là mong muốn của cái buổi giao lưu này. Với làn điệu âm nhạc truyền thống pha lẫn đương đại, hoa sen tái hiện trong tác phẩm Quốc Hoa sáng tác của Hoàng Hồng Ngọc dưới sự thể hiện của tập thể nghệ sĩ Hoàng Lan. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Văn hóa văn nghệ dân tộc Việt Nam. Đây là đoàn sen Việt đến từ Việt Nam với chương trình ca múa nhạc và múa rối. Rất tuyệt vời. Vâng, quý vị và các bạn vừa rồi đã xem tiết mục sen Việt do đoàn nghệ thuật tre Việt đến từ Việt Nam biểu diễn. Đây là đoàn nghệ thuật múa rối của nhà hát kịch dân tộc. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình nghệ thuật của đoàn sen Việt đến từ Việt Nam. Vâng ạ, hình ảnh con trâu nước thân thiện của làng quê Việt Nam.
mời. Vâng ạ, các bạn đã nhìn thấy con sư tử, nhưng mà có lẽ con trâu Việt thì đây là lần đầu tiên chúng tôi được chiêm ngưỡng. Con trâu Việt, vâng ạ, hết sức tuyệt vời. Thưa quý vị các bạn, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam, đoàn nghệ thuật Sen Việt đã từ Việt Nam sang Bình trình diễn tại châu Âu. Và ngày hôm nay đoàn có mặt tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Các bạn đã nhìn thấy cái hình ảnh nhộn nhịp của bà con ta đi vào cái ngày được mùa. Các bạn đang theo dõi, bạn Nguyễn Phương Loan, bạn Trần Thị Thư và nhiều bạn khác. Vâng, chương trình do nhà báo Huy Thắng đang ghi tại nhà hàng quán Sen Đồng trong trung tâm thương mại Đồng Xuân. Sen Việt đã mang đến một cái không khí của quê hương làng quê Việt Nam. Trong những người tham dự ngày hôm nay có cả những bạn bè và gia đình Việt Đức, nước Việt. Hình ảnh hết sức tuyệt vời mà có lẽ là lần đầu tiên chúng tôi được chiêm ngưỡng, và cũng như là quý vị và các bạn. Các nghệ sĩ múa rối Việt Nam, múa rối dân tộc. Vâng, chương trình này rất hấp dẫn và đặc biệt, mà có lẽ là chỉ có người Việt Nam mới có cái chương trình này. Quả thực nếu ai không được xem chương trình này thì rất là tiếc, và nếu không có mặt ở từ nơi đây thì các bạn có thể xem chương trình của nhà báo Huy Thắng cũng như là các nhà báo cộng đồng đang truyền trực tiếp ở nơi đây. We'll be right back.
Vâng, những cô gái, những phụ nữ làm quê Việt Nam rất giỏi ra. Không những cày cấy giỏi mà còn múa hát rất tuyệt vời. Vâng ạ, hết tiết mục thứ nhất và bây giờ quý vị các bạn tiếp tục theo dõi chương trình của các tiết mục tiếp theo. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi nhận thấy có ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân đã có mặt để cổ vũ chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, có ngài đại tá Nguyễn Tuấn Minh, trưởng tiểu phòng ủy viên quân sự và gia đình cùng phu nhân và rất nhiều bạn bè gia đình cùng người Đức đã có mặt ở đây này. Vâng, chỉ nghe tiếng sáo cất lên thôi, các bạn đã biết là đây chính là tiếng sáo mèo. Một tiếng sáo, một cái điệu nhạc, một cái điệu khèn hết sức tuyệt vời của bà con dân tộc của miền núi phía Tây Bắc của Việt Nam.
chương trình nghệ thuật hết sức tuyệt vời mà các bạn đã theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, đến thưởng thức chương trình nghệ thuật của đoàn sen Việt hôm nay, không chỉ có gia đình người Việt mà trong đó có cả gia đình Việt Đức. Xin mời quý vị khán giả hãy đến với vùng đất Tây Nguyên qua màn trình diễn đàn trưng vô cùng độc đáo của nghệ sĩ Phương Thảo và tốp múa Tây Nguyên đón mặt trời. Chương trình nghệ thuật do đoàn sen Việt trình diễn. Đây là chương trình của nghệ sĩ Phương Thảo với cây đàn tơ rừng bằng những ống tre, ống mưa và ống nướng. Với ca khúc Tây Nguyên đón mặt trời.
rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Xin một tràng vỗ tay nữa. Dạ chuyện ạ. Dạ. 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 Vâng, các bạn đã thấy là ông ấy nói rằng ông rất thích thú một cái chương trình nghệ thuật. Mặc dù trong cái không gian nhỏ thôi nhưng mà đã mang đến một cái không khí tuyệt vời. Và đoàn nghệ thuật Xe Việt nó đã mang đến một cái tình cảm đặc biệt. Và các bạn đã thấy đây là một cái chương trình hết sức đặc biệt mà đoàn nghệ thuật chỉ có 7 người thôi, nhưng họ đã mang đến một chương trình đầy đủ để phục vụ cho bà con kiều bào của chúng ta tại ở nước ngoài. Chị có cảm nhận gì trong cái chương trình ngày hôm nay ạ? Vô cùng xúc động và coi như là vô cùng phấn khởi, là vì vừa được nghe ca khúc về người Hải Phòng chúng tôi, tự hào lắm. Vâng ạ, và cái chương trình trình diễn ngày hôm nay chị có thấy rằng nó tuyệt vời không ạ? Quá tuyệt vời. Và cái công sức của ban tổ chức bỏ ra mình có cảm thấy vâng ạ, tuyệt vời lắm, tự nhiên là đã đem được cái văn hóa nghệ thuật dân gian đến cho mọi người và hiểu thế nào là múa rối. Vâng ạ, và cái múa rối trong thời hiện đại nó khác với múa rối của ngày xưa đúng không? Vâng, và các bạn hãy tiếp tục theo dõi chương trình Trường Trường Kịch trực tiếp của nhà báo Huy Thắng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình nghệ thuật của đoàn Sen Việt đến từ Việt Nam. Và đây là tiếng sáo của nghệ sĩ Phương Thảo. Mặc dù đoàn chỉ có 7 người, nhưng tất cả 7 người đều trình diễn và rất đa dạng và phong phú. Thank you.
Thì hôm nay ngày hội hóa trang của người Việt Nam đang xuất hiện tại trung tâm thương mại đầu tư Berlin. Quán Sen Đồng. Quán Sen Đồng là một trong những cái nhà hàng Việt Nam restaurant và ở trong Halle 1 và đang có một cái chương trình nghệ thuật do đoàn nghệ thuật Sen Việt đến từ Việt Nam trình diễn, và chúng tôi xin mời quý vị các bạn chúng ta tiếp tục theo dõi.
cái nhà hàng nhỏ, hội trường nhỏ, nhưng các nghệ sĩ vẫn cố gắng thể hiện rất cao về tính nghệ thuật cũng như là nhiệt tình phục vụ trong chương trình hôm nay. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình nghệ thuật của đoàn Chân Việt đến từ Việt Nam trình diễn nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Đây là buổi biểu diễn đầu tiên tại Berlin với sự truyền trực tiếp của nhà báo Huy Thắng và các nhà báo cộng đồng. Chúng tôi xin gửi đến toàn bộ cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Đức và những bạn bè quốc tế. Vâng ạ, các bạn có thể thấy hết sức tuyệt vời đúng không ạ? Tuyệt vời. Vâng.
Vâng ạ, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại.